Hôm nay nhà vườn Thanh An giới thiệu cho anh chị là có những mặt hàng trang lùng lực nè, anh chị thấy không? Tàn tròn tháp nha. Rồi tàn tròn luôn, có luôn, rất là nhiều luôn anh chị, quá đẹp luôn. Bữa nay em báo giá trên trang cho anh chị luôn nha. Anh chị nào có mua hàng bên em á thì Zalo bên em là 0849333799 nha anh chị. Có trang đỏ tàn tháp nè. Và trang đỏ tàn tròn luôn, thấy không? Đẹp chưa? Quá xuất sắc luôn. Và có trang vàng size trung luôn và trang tím sen size đại. Trang tím sen size đại hàng đẹp lắm nha anh chị. Đo anh đo coi anh. Hàng này bên em là hoành gốc của nó là dao động từ 11 cho tới 13 nha anh chị nha. Nè, hàng đẹp luôn, già rất là già luôn nha anh chị, già, già rất là già luôn. Cao của nó là từ 80 tới 90 nha, tán ngang đặc lắm anh chị ơi. Cái cặp này bên em là giá 700 ngàn một cây nha. Anh chị nào mua một cặp á, là 1 triệu tư em bao ship. Anh chị nào chốt hàng thì cho em số điện thoại và địa chỉ nha. Hàng rất là đẹp luôn. Hàng này hàng tuyển nha anh chị, em tuyển hàng đẹp và đặt cho anh chị luôn nha. Tàn là tàn đều, kính tàn luôn nha anh chị. 1 triệu tư một cặp em bao ship nha. Mua lẻ vẫn được nha anh chị. Anh chị nhớ nhấn đăng ký kênh Hoa Kiển Thanh An Sadec nha. Bên em có những mặt hàng rất là nhiều luôn. Ngoài ra bên em còn có trang vàng nè, trang vàng size trung nha anh chị. Nó cao tầm 70cm á. Hoành gốc của nó là 8, 9, 10, 11 luôn nha anh chị nha. Hàng đẹp nha, 450 ngàn một cây thôi. Một cặp là 900 nha anh chị. Tàn nó đều ghê luôn anh chị ơi, đẹp cực kỳ luôn nha. Hoành gốc của nó là cũng đẹp lắm luôn, hai cây nó đều rang như nhau. Anh chị nào lấy cặp này thì cho em số điện thoại và địa chỉ nha. Có 900 ngàn một cặp trang vàng thôi. Mua lẻ vẫn được nha anh chị, mua lẻ vẫn được nha. Nhớ nhấn đăng ký kênh Hoa Kiển Thanh An Sadec nha anh chị. Đây, ngoài ra bên em còn có trang đỏ tàn tròn nè anh chị, thấy không? Đẹp nha. Đó anh. Nó cao tầm 70cm nha anh chị. Cao tầm 70. Rồi hoành gốc của nó là 8, 9, 10, 11 nha anh chị. Hàng đẹp nha. Thấu thân đẹp luôn nè, thấy không? Thấu thân đẹp quá trời luôn. Cái cặp này có 900 ngàn thôi anh chị ơi, tàn tròn đều luôn. Tròn đều rang luôn nha, cao 70 á. 450 ngàn một cây. Rồi em ngoài ra bên em còn có cái ngũ sắc luôn nè anh chị. Cái ngũ sắc ghép nha. Hàng này ghép thủ công nha anh chị nha. Đây, ghép thủ công luôn. Anh chị thấy ghép thủ công không? Hàng đẹp nha, có mắt ghép luôn nè anh chị, thấy không? Có những cái mắt ghép luôn, hoa đang nở và đang nụ luôn nha. Cái này nó cao tầm 70cm nha anh chị. Đang nụ, đang hoa luôn. 450 ngàn một cây. Cái cặp ngũ sắc này bên em bán giá là 900 ngàn em bao ship nha anh chị. Hàng này có hàng có phiếu bảo hành luôn nha. Bảo hành cho anh chị luôn nha. Đây có giấy bảo hành cho anh chị luôn. Hàng đẹp nha. 900 ngàn. 900 ngàn một cặp này nha. Em còn có mấy cặp là em hết rồi. Ngoài ra bên em còn có trang đỏ nè. Tàn nó đẹp quá trời anh chị ơi. Tàn đỏ đẹp lắm. Đây nè. Đỏ này cao tầm 70 cho tới 80cm nha anh chị. Hoành gốc của nó là từ 11, 12, 13 luôn. Ôi, một cốt thấu thân thấp nha anh chị nha. Một cây này bên em bán 600 ngàn một cây em bao ship nha. Là một cặp là 1 triệu 2 em bao ship á. Nói chung là hàng bên em là lựa cái hàng đẹp cho anh chị nha. Ngoài ra bên em còn có cái hàng ruộng nha anh chị. Anh chị nào mà mua hàng số lượng bên em đi số lượng giá rẻ nha. Em bao xe cho anh chị luôn. Ồ đẹp quá trời luôn. Cái cặp này có 1 triệu 2 anh chị ơi. Đẹp cực kỳ ha. Tàn đều luôn. Và ngoài ra bên em còn có cái hàng mini. Hàng mini đẹp tuyệt vời luôn. Quá trời đẹp luôn. Cây này 350 ngàn một cây nha. Anh chị nào mua 1 cặp thì có 700 thôi. Mini mà hàng đẹp quá trời luôn. Anh đo thử anh. Nó cao tầm 45-50 anh chị. 45-50cm. Hàng đẹp nha. Quá đẹp luôn. Hoành gốc của nó là 6789. Có hàng đẹp luôn nha anh chị. Đó, em lựa cái hàng đẹp cho anh chị nè, thấy không? Hàng cực đẹp luôn. Quá đẹp tuyệt vời luôn. Hàng cực đẹp luôn. Hàng chị, anh chị nào mà lấy cái hàng này thì quá trời là ok luôn rồi. Nó có 350 ngàn một cây thôi nha anh chị. Còn ngoài ra thì lộ này thì 450 ngàn anh chị, thấy không? Nó cao tầm 70 nha. Cao tầm 70cm. Đó, em lặp lại cho anh chị ha. Hàng đẹp nha, tàn tròn đều luôn. Còn cái cặp này, cặp đỏ này thì có 600 ngàn một cây thôi. 1 triệu 2 một cặp nha anh chị. Hoành gốc thì quá trời phê luôn. Hoành gốc thì quá trời đẹp luôn. Anh chị thấy không? Đẹp cực kỳ luôn nha. Láng bóng luôn. Còn cặp này thì 900 ngàn nè anh chị thấy không? 900 ngàn một cặp. Còn ngoài ra bên em thì còn có ngũ sắc ghép luôn. Cái này thì 450 ngàn một cây. Một cặp nó 900. Hàng này ghép thủ công nha anh chị, yên tâm nha. Mua bên nhà Thanh An là không sợ bị lầm nha anh chị. Nó đang hoa, đang nụ luôn chị thấy không? Đang hoa, đang nụ luôn. Đó, quá đẹp luôn. Còn cái cặp trang vàng tàn đều này thì cũng là có 900 ngàn một cặp thôi. Anh chị nào mua cặp nào thì báo em nha. Còn ngoài ra hàng tuyển size đại thì hàng tím sen size đại này thì là 1 triệu tư một cặp. 1 triệu tư một cặp, quá đẹp luôn nha anh chị. Đó, rất là đẹp luôn. 700 ngàn một cây em bao ship. Anh chị nào mà mua thì hàng này thì quá đẹp rồi. Đẹp cực kỳ luôn. Tiền ship nó nặng lắm nha anh chị. Tiền ship nó tới mấy trăm ngàn một cây rồi. Đó, thấy không? Đẹp xuất sắc luôn. Rồi em cảm ơn chị rất là nhiều nha. Em cảm ơn rất nhiều ạ.